Hey, xin chào tất cả người và xin chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ. Hiện tại thì mình đang có mặt ở phiên bản chính thức Liên Cơ Bài Việt Nam và trải nghiệm qua vị tướng Amelie này. Vị tướng Amelie chưa ra mắt chính thức nên là mình chỉ có thể tạo một trận đấu luyện để có thể review qua cho anh em về sức mạnh vị tướng này. Trước thì mình có review qua về sức mạnh vị tướng này khi mà với một phong cách đó là solo đường kinh công. Đó là phong cách đi lên, còn hiện tại trong trận đấu này mình sẽ làm clip đó là phong cách đi rừng anh em ơi. Một trong hai vị trí cực kỳ quan trọng dành cho vị tướng Amelie này. Chính thức vị tướng này sẽ ra mắt trong đêm nay, trong đêm ngày mùng 1 tháng 9 nhé. Đó, anh em thể thấy qua cái được khả năng đi rừng của vị tướng này. Rồi, với giá bán vị tướng này nhiều anh em thắc mắc thì hôm nay mình nói luôn. Tướng Amelie có giá bán đó là 379 quân huy thay vì là 539 quân huy anh em ơi. Từ 539 xuống còn 379. Đấy là giá bán lẻ. Tiếp tục trang phục Amelie đặc cảnh. Đặc cảnh mua riêng là có giá bán đó là 249 quân huy nha. Mình khuyên anh em nên mua với combo tướng và trang phục Amelie đặc cảnh thì sẽ có giá từ 788 quân huy xuống còn 510 quân huy. Đó, thời gian sẽ là từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 7 tháng 9 anh em ơi. Đấy là về cái vị tướng này, rất là may mắn khi vị tướng này không bị nằm trong kho báo Liên Cơ Bài. Đó, một trong những vị tướng cực kỳ mạnh và hiện tại thì mình sẽ cố gắng đi đảo đường và ôi. Không có gì rồi. Cả Karisi đường này cơ anh em ơi. Với một phong cách đi đường và trang bị cho vị tướng này thì mình sẽ để lại trong clip. Thật ra Amelie chúng ta, anh em thể nhìn thấy qua chỉ số về kỹ năng, chỉ số về cách chơi thì độ khó không cao. Độ khó không cao một chút nào cả. Khả năng cơ động có, khả năng khống chế có, khả năng gây sát thương mạnh có. Wow, cái con rồng ấy, con rồng hắc ám nó xuất hiện quá đẹp anh em ơi. Trời ơi, nó tạo ra một hố đen và nó bay xuống. Anh em ơi kìa, rồng. Chơi rồng đã nào. Thời gian đầu này chúng ta ăn rồng thì đồng đội của mình mới lên được level 4. Ôi so xà thủ thuật này. Xoạt hơn cả crep thế kia. Rồi xong. Hiện tại thì mình gần như là lên level 4 nha. Thời gian đầu ăn được rồng thì sẽ tốt hơn. Đó. Phong cách đi rừng này. La vào, làm choáng. Ok, chiêu cuối anh em thì nhìn này. Chết đi còn gì nữa. Thật sự là đúng một combo, một đạp thôi là sấp mặt rồi. Amelie của chúng ta sử dụng chiêu cuối. Biến thành siêu xây ra. Tóc một phát là xóa tóc vàng rồi anh em ơi. Sức mạnh sẽ gây ra rất là nhiều. Một trong những vị tướng gây có khả năng áp sát, gây sát thương lớn. Khả năng cấu rỉa máu đến từ chiêu 1. Thường thì trước mình có nói qua về cái vị tướng này. Mình cứ nghĩ là không sử dụng vũ khí cơ. Nhưng mà thật ra thì dưới chân vị tướng Amelie chúng ta có một con dao rất sắc nhọn để có thể kết liễu đối phương bằng những đòn đá. Người ta gọi là gọi là cái gì nhỉ? Nếu mà sử dụng chân thì người ta gọi là cước, liên hoàn cước, đúng rồi. Sử dụng chân để có thể đá khiến cho đối phương chết dưới liên hoàn cước. Đặc biệt có dao nó có thể ghim lên người đối phương. Với bộ kỹ năng vị tướng này chắc là mình sẽ không cần phải nói qua. Đúng không nhỉ? Tại vì là mình đã giới thiệu cho anh em rồi. Trời ơi. Chết rồi. Ôi cơ kia, sao để cho chạy vào bụi? Đừng cho vào bụi. Chạy đâu được. Mình được tăng tốc độ di chuyển mà. Ơi lá nó. Thôi xong. Ôi thôi chạy mất rồi. Nhanh quá, đứng lại nào. Ui giời ơi, đuổi không kịp. Chạy rất tốc độ. Wow. Công nhận là, ui kìa, kể cả zone phát đây bắn tường là được rồi. Chán quá bạn ơi. Không giết đây rồi, rồi đúng thật. Số nhỏ thật. Lady chạy trước mặt mình. Người ta gọi là miếng cơm tới mồm rồi còn rơi mất anh em ơi. Đó. Miếng cơm dưới mồm rồi anh em còn để rơi mất được, chịu luôn. Ok, hiện tại thì team mình có ăn được 3 mạng rồi. Mình đã nói rồi nhá, hiện tại thì vị tướng này chưa ra mắt chính thức ở phiên bản chính Việt Nam. Vậy nên là kể cả mình hoặc là các YouTuber khác giới thiệu về phong cách vị tướng này chỉ có thể tạo cho anh em qua một trận đấu. Nhưng mà hiện tại thì mình đang ở phiên bản chính thức nha. Rồi, không cướp được luôn con bùa xanh. Đáng lòng thật. Không cướp nổi. Khó chịu. Đi ganh mà. Chỉ cần anh em farm hết sạch quái rừng, anh em có thể nốt bụi và tấn công đối phương. Cố gắng làm sao sử dụng chiêu 1 để làm chậm đối phương. Sau đó cái chiêu 1 nó tầm xa, vậy nên là sử dụng chiêu 1 làm chậm đối phương. Sau đó anh em được hồi máu, tiếp tục sử dụng chiêu 2, làm sao căn chuẩn đạp và trúng người đối phương thì anh em sẽ làm tráng hất tung đẩy lùi. Tiếp tục sử dụng chiêu cuối để có thể hóa thành siêu xây ra. Mình các bạn không phải hóa thành siêu xây ra đâu, nhưng mà mình nhìn thấy Amelie chúng ta lột xác đến từ chiêu cuối. Đấy, xóa tóc và tóc màu vàng luôn. Đúng không nào? Sức mạnh quá mạnh đúng không? Đó. Ở chỗ đây là một trong những vị tướng rất là mạnh nha. Ồ, ngộ không đâu ra vậy? Giật cả mình. Thót cả tim. Trời đất ơi, bạn ơi. Bạn hơi hổ báo hả? Bạn hơi hổ báo. Trời, chạy đâu? Chạy đâu kìa? Vẫn chạy được à? Tiếp tục à? Không được rồi nha. Ngộ không kiểu hổ báo cáo trồn.
Dù sao thì đây là cũng là một trong những vị tướng anh em cần phải có đồ mà đánh được. Không có đồ thì cũng không được mạnh lắm đâu. Đấy, chơi nó. Sống sao? Có tê tái mà. Dù sao thì cũng chết rồi. Nhưng mà rất đáng tiếc là mình chỉ hỗ trợ thôi. Mình chỉ hỗ trợ thôi anh em ơi. Rồi Timmy này. Lùn Timmy này. Ồ, con rơi quỷ này. Ồ, bị động, động kinh này. Trời đất ơi, sao thế này? Đấy anh em thể chứng kiến nhá. Phiên bản này cực kỳ lỗi. Đã phát hiện lỗi rồi. Lỗi nặng luôn. Trời đất ơi, con này. Con đây không phải con rơi quỷ. Nhưng mà dù sao nó như kiểu bị đơ đấy. Đây anh em thể nhìn thấy nào đâu ấy. Đây này vẫn đứng như này. Bị lỗi. Mình đã phát hiện được ra lỗi mới đến từ Liên Cơ Vai. Đến từ bản đồ. Trời đất ơi, đừng có giết nó làm gì mấy bạn. Để đấy cho nó thú vị. Không thể tin nổi lại có thể phát hiện được lỗi này. Trời đất ơi. Đây, tiếp tục này. Đá này. Đá này. Ôi, trâu quá. Thôi thôi nhanh ơi, em xin lỗi, động ngay vào thánh ma lốc. Công nhận là thú vị quá. Chúng ta chơi nhiều, chúng ta mới bắt gặp được những cái bản, những cái trường hợp lỗi như thế. Như kiểu bị động kinh ấy. Rồi, chắc có lẽ là mình sẽ cố gắng đi đảo đường ganh thường xuyên hơn. Mà mỗi tội đi đảo đường ganh mà các bạn toàn chạy về hết rồi. Giá bán của vị tướng này đó là nếu mà mua combo là 510 con uy cả tướng cả trang phục. Tên này là chính thức vị tướng này không phải nằm trong kho báu đâu anh em ơi. Cái này thì anh em có thể qua trang chủ của Liên Cơ Bay thì có thể nhìn được cái thông tin này. Nếu mà anh em muốn quan tâm hơn nữa thì mình sẽ để lại cái đường link dưới phần bình luận nha. Trời ơi đánh nhau gắt. Ủa ôi trộm đông vậy. Đừng có động vào siêu xây ra. Ô con rơi quỷ nó vẫn đứng im kìa. Không phải rơi quỷ, mình lại quên mất tên nó rồi. Nhưng dù sao thì mình cứ nghĩ là nó hết lag rồi chứ không ngờ là vẫn còn lag. Đây ngộ không, ngộ không. Đấy, không ai giết cái con này luôn. Hình như đánh nó không mất máu thì phải. Trường hợp này thú vị. Trời ơi, như kiểu bị động kinh đấy. Đây này, anh em nhìn này. Đi đâu mà vội mà vàng. Khổ lắm cơ, cứ chạy một chỗ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt ngộ không đây. Ngộ không, ngộ không đâu rồi. Rồi xác định bạn ơi. Rất là đáng tiếc khi mà mình không được trải nghiệm qua được cái bộ trang phục vị tướng Amari đặc cảnh. Đặc cảnh không khác gì đặc cảnh của vị tướng Toro anh em ơi. Trời ơi chạy đâu được. Kìa chưa một chết. Ô không chết được. Dù sao thì vẫn chết đến từ mũi tên của John. Đau em. Đau em. Cân luôn cả hai chiêu cuối đây có thôi mà. Lo cái gì. Dù sao thì chắc là có lẽ là mình sẽ không cần phải sử dụng đâu. Đấy. Rồi tiếp tục này. Mà lốc này. Mà lốc này. Xong chưa. Double kill đơn giản đúng không nào? Hủy diệt. Gà rán bỏ quá anh em ơi. Không tặng cho mình cái trang phục luôn. Cho mỗi tướng để có thể trải nghiệm tướng. Còn trang phục thì không thể tặng. Đáng ra tặng trang phục để có thể review qua cho anh em trang phục này xem có hiệu ứng kỹ năng không. Nhưng mà mình không biết là có hiệu ứng kỹ năng không. Đây là bộ trang phục đầu tiên của vị tướng này mà. Thường thường thì các vị tướng đều có hiệu kỹ năng với những bộ trang phục là thứ 2, thứ 3 cơ. Rồi. Và anh em thấy qua một phong cách đi rừng của vị tướng Amelie, sức mạnh quá bá. Mình nhắc lại, vị tướng này có hai lối lên trang bị, kèm theo là hai phong cách solo. Đó là anh em có thể đi solo đường kinh công, đấy là người ta gọi là solo lane. Một phong cách giúp cho vị tướng này cực kỳ mạnh, khả năng solo tốt. Kèm theo một phong cách đi gank tốt đến từ cái việc anh em đi rừng. Đấy là phong cách đi rừng. Trời ơi choáng toàn bộ chỗ này đẹp quá. Hấp tung của thôi Timmy. Nó hồi sinh. Đau em. Ấy phải bắt được Lindy đây này. Này thì Lindy. Ủa ơi không được rồi. Mà lốc xuống kịp thời quá. Chơi luôn này. Rồi xong Zuka ăn mạng rồi. Ui Zuka vào vét máng vậy. Không để tôi vét một chút nào. Bạn ơi. Tàn cho tôi hỗ trợ thế này. Double kill rồi. Mình cảm thấy cơ động đến từ cái con kia nó vẫn bị động kinh kìa. Nếu anh em để ý kỹ nó vẫn bị động kinh luôn nha. Chán quá. Mà chả thèm ai ăn luôn. Khổ thân thật. Đây. Khổ lắm cơ. Bây giờ mình sẽ bắt ngộ không xem ngộ không được rồi. Về nhà với đường tăng xem nào. Đặc biệt là chiêu thứ hai không lộn được qua không nhảy được qua tường nha. Thế nên anh em để ý một chút. Mặc dù là chân vị tướng này rất là dài. Chân dài nhưng mỗi tội không nhảy được qua tường đấy là một cái điều mình cảm thấy rất bất ngờ. Đáng ra nhảy được qua tường thì cơ động hơn rất nhiều. Ô vẫn. Ôi không giết được cái con này.
Ok, cố gắng lên nào, giết nó. Chết đi này. Ok, bạn đã về về đã nằm xuống yên nghỉ rồi. Không tin nổi cái con quái. Đừng cho nó vào bụi, vào bụi, vào bụi. Chạy đâu bạn ơi? Ủa kìa, rồi sao nha? Tưởng vào bụi là ngon à. Quả đấy để cho Linh đi vào bụi là team mình hết có thể giết được luôn. Rồi. Ngộ Không, à đây Ngộ Không. Máu quá bạn ơi. Ok, Ngộ Không lên bảng nốt. Trời ơi. Nhưng mà anh em thể nhìn thấy là bộ kỹ năng vị tướng này cũng dùng không tốn mana đến mấy đâu. Mình sử dụng kỹ năng liên tục mà lượng mana của mình nó cũng không hết nhiều. Rồi, tráng đấy chưa? Bất tung, đẩy lùi làm tráng, tiếp tục đánh thương, tỷ lệ chí mạng rất là cao. Huyền thoại rồi, cố gắng lên nào. Timmy này, chạy đâu Timmy ơi. Xong, Timmy còn hồi sinh nhá. Timmy còn hồi sinh thôi, vẫn chạy được rồi kìa. Ok, một cái trụ nát đi còn gì nữa. Xong, một trụ nát rồi. Chúng ta đã lấy đi được một cái đường lính siêu cấp. Trời sao ăn được cái con người ta gọi là không phải rơi quỷ nữa mà con quái đấy thì nó sẽ được không khác gì cái nội tại của cái giày Hermes, tăng độ di chuyển rất là nhiều. Ủa ấy. Thấy chưa, xóa tóc rồi như bà điên thế này. Siêu xây ra. Tại nhà chúng ta cần phải đi tập trung với nhau nào. Team bạn có vẻ là muốn đi chung và lật lại tình thế, nhưng mà rất là khó. Hiện tại thì tà thần xe xa cũng ra, mà kể cả con rồng. Đây là đây kìa, núp bụi nhưng mà sao lộ hết rồi. Lộ hàng này có núp bụi cái gì nữa. Khổ lắm cơ các bạn, làm lộ hàng rồi làm sao núp được bụi. Có cái ôm trụ này rất là khó đánh được này. Giờ chỉ cần có một người combat nhảy vào thôi. Hiện tại team mình có crep mà. Rồi sao này, lên bảng nha Ngộ Không nha. Ủa, quá căng đét đẹt luôn. Rồi, hiện tại thì chắc có lẽ là team mình sẽ hủy diệt đối phương. Ôi, sao trụ bắn em vậy? Thằng tanh kia thì không bắn đi bắn mình. Trời ơi, cái trụ này nó bị sao vậy? Emily đúng thật là một cô gái. Mà đây là cô gái rất là mạnh mẽ, rất là khỏe khoắn anh em ơi. Cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ khỏe khoắn. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Cẩn thận Lindy nó lên nó ganh sấp mặt đấy. Mình vừa nhìn thấy bóng dáng của Lindy xong. Ok, trang bị tiếp theo nha. Trời ơi, nói chung là team bạn đã giết được con Cesa rồi. Thế nên bây giờ là gọi được ra con rồng tiên phong. Nói chung khi mà con rồng tiên phong này không có người bảo vệ thì để cho mình giết thì nó cũng rất là chết, dễ chết thôi. Lượng sát thương bắn vào bản thân của những cái vị tướng thì nó không được nhiều. Chủ yếu cái con rồng tiên phong nó cái được lợi đó là bào mòn trụ cực kỳ nhanh. Nếu mà không có lính thì nó đứng bên ngoài nó bào mòn trụ mà trụ không thể bắn được mà. Tại vì tầm của nó rất là xa. Vậy nên trong trận đấu bây giờ, trong Dinko Vai chúng ta, rồng Preta sẽ không phải là con rồng mồ côi nữa, không phải con rồng cô đơn nữa. Và bây giờ rồng Preta sẽ có thêm được rồng tiên phong. Đấy, làm bạn. Trời ơi, phát này là giao tranh cực kỳ gắt này. Chắc có lẽ đây là pha giao tranh cuối cùng anh em ơi. Mình sẽ cố gắng quẩy hết này. Giết lô Timmy nhá. Trời ơi, chết này, ma lốc này, xong. Timmy nó có một lần hồi sinh. Đứng cho đi, đứng cho. Nhanh, lần này thì thôi. Chắc có lẽ clip của mình đến đây kết thúc rồi anh em ơi. Team bạn chết 4 người, còn một mình Lindy nữa thôi. Lindy thủ nhà làm sao được bạn ơi. Và trang bị của anh em thì nhìn thấy qua, mình lên giáp hộ mệnh giúp cho vị tướng này khả năng sống sót được. Bây giờ mình có thể băng trụ tốt để giết được Lindy nhá. Rồi có lẽ thủ trụ này rất là khó. Đẩy mỗi nhà thôi nhá. Thắng luôn. Đây là phong cách vị tướng Amalie với một kiểu đó là đi rừng anh em ơi. Một phong cách hoàn toàn mới và anh em có thể áp dụng. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một ứng dụng rất đặc biệt của Telehubo. Ứng dụng giúp em tìm bạn bè huấn luyện viên trên Linko Vai tốt hơn. Chi tiết thì mình sẽ để lại sau clip. Bye bye. Hubo, huấn luyện viên eSports, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.